Old child, behold, you are risen from the dust, and you walk in my garden. Hear now my voice, and know that I am your maker, and I am called Elohim. Seek me in my temple, if you are worthy. Nếu mày có đủ khả năng. Gì đây? Có thể đi qua được nha. Game này là game giải đố các bạn. Nó kêu là game giải đố. Giải đố một người. Điểm game to quá. Đâu? Để mà... Có game giải đố nhiều người không? Nè, ốc coi sim của bảy đi là giải đố chung. Trời ơi. Từ ơi. Có máy chiếu phim này, hello. Ôi. Đây máy chiếu phim. Là cái máy này làm hư cái cửa này hả? Lấy lại được. Rồi sao nữa? Rồi sao? Mình lấy cái máy đó mình làm hư cái cửa hả? Rồi sao qua cửa bên này? À, đi qua tiếp nè. Nhảy cục gì đây? Hello. Ô, điều gì đáng sợ vậy? Cũng giống như nó thấy mình, nó giết mình hay sao á. Đúng vậy thiệt. Khó chịu thiệt. Đây là cái máy phá sóng. À, phá cái cục này xong đi qua. Ôi. Game logic vậy, tiếp tục. Trời, nhìn là biết chơi liền. Sáng chói quá, cái gì thế? Sao lại chói được ta? Motion sickness option nè. View popping. Chắc là view popping đúng không? Hay là graphic option ta? Color option nè. Này là gamma correction nè. Thôi, nói chung là nó cũng không chói lắm đâu. Các bạn vợ đỡ đi, mình chỉnh nếu biết nữa lấy gì xảy ra nữa. Là sao? Mình bây giờ mình phải đi vô khu đền. All across this land, I have created trials for you to overcome. Qua hết tất cả đống này. And within each, I have hidden a sigil. Oh. It is your purpose to seek these sigils, for thus you will serve the generations to come and attain eternal life. Để hiểu vậy. Chung là ông kêu mình để tìm cái gì á. Đâu rồi, cửa gì đây? Bíp bíp búp búp. Cái lock này cần cái xi chiều. Cần cái xi chiều để mở. Này là gì đây? À, giống như xếp hình vậy. Kiếm ba, à kiếm ba cái xếp hình. Cái xếp hình chữ L. À đây nè, cái xếp hình này đúng không? Đi vô đây à. Ôi, giờ phải đi kiếm từng cái xếp hình trong từng cái ô này hả? A switch of out of reach. Nó kêu là cái này nó sẽ có một cái cần ghế nhưng mà không dễ tới được. Game này giống như cái game mà ngày xưa mà kiểu đi trong cái hút. Cái máy này nó sẽ phá cái súng này. Ôi, nó kìa. Sao đi vô đây? Cửa chưa? Sao để mở cửa? Này là gì vậy? À, cái này của cái súng. Là mình gạt cần cái súng, cái súng nó hư đúng không? Rồi sao nữa? Game cũng là game nít chơi. À, tức là cứ lấy mấy cục này xong mà đem về để sao? They are the sigils of our name. Each brings you closer to eternity. Ghép vô. Xong, được thêm cục nữa. Hợp lý. Cam nhanh quá chóng mặt á. Phải liền vô. Thiệt luôn hả? Thế là tôi đi chậm lại cho mấy ông đỡ. Ơ, chắc mày ơi, sao đéo có đường trốn? No! Từ từ ấy, giống như không có đường...
để đi qua được không? Hí. Ồ, không phải ngu vậy. Sợ thế. Ây da, nếu hay chỗ này. À, phải đi vô đằng kia. Mà đi vô kia là phải có cái máy này. Từ từ đã là sao? Chưa hiểu. Đi tới đâu vậy? Cùng lại đi tới đây à? Ôi. À, cháu đi vô kia. Sao mà nhốt nó lại? Ôi, thông minh và là. Thế là được một cục. Lại được một cục nữa rồi. Only one more sigil is needed. Thêm một cục nữa thôi. Ui. Game dễ đố tôi. Khó lắm, nó kêu là game này khó lắm các bạn. Lượm cái máy chứ cho chắc. Ủa cái kia nằm đâu vậy? Cái súng ngay đây chứ. À, nằm cái đó hả? Ờ. Vậy là bây giờ phải cho cục pin này đi qua đây trước hả? Cho cục pin này qua đây. Xong rồi kẹt nó lại. Ờ. Xong rồi, được 3 cái rồi. Rồi chắc là tôi rồi thôi mà mọi người. Khó thì món nó sẽ khó hơn. Rồi sao nữa? Xếp hình. Sao đây? À, nó là như vậy thôi mà, cái dầu khó trời. Tiếp. Loading Library. Loading Mutant. Đang bấm cái gì vậy? Hát hay gì vậy? Hai. What if? Hello world. Ôi vậy cuối cùng tao vẫn phải bấm chữ hết thôi chứ gì. Let display open hep glow. Let là gì đây? Nếu gì vậy? Ai giỏi này không giờ? Hello. Nói chung là cái này có quan trọng không? What is the first rule that you learn? Ờ, đây là cái gì với đặc trình à? À, shit này. Không hiểu gì hết. Không hiểu gì hết. Này giống như kiểu là cái máy tính để giải thích cho chuyện gì đang xảy ra hay sao ấy. Nhưng mà lười lắm quá. Câu đố tiếp theo nào. Sao trên đây chói vậy? Step into the light, child. Bước vào ánh sáng. My temple will be revealed to you. Oh.
You walk now upon the stones of my temple, whence many gates lead. And know that I have other temples, for my garden is greater than your eye can encompass. And all these worlds I made for you. Là phải tìm mấy cái này hả? Tìm mấy này về đây hả? Hãy liền giờ có nhiều chỗ khác nữa này. Đó, nên là ta lấy chỗ khác để lấy mấy cục này. Ok, từ từ đi, quay lại là chỗ này còn nhiều đường đi chứ đi hết mà. Thôi là cứ lấy hết đi. Cứ giải đố hết là được thôi, có gì đâu. Vậy nó có như đây hả ta? Lấy cây này. Phá cây súng này. Ủa phải nữa. Mở cái này ra sao mình chạy ta? Thôi dễ quá rồi. Lại thêm một cục nữa. Chỗ này mới vô đúng không? Ủa nãy đường này mình đi vô đúng không? Sao nó kêu đường này còn hai cục nữa vậy? Thiếu gì không ta? Này có cái chữ L mà sao màu vàng ta? Sao có một cái máy vậy? Sao mà qua hết đây? À chắc là phải tâm minh cho tụi nó ra cùng lúc hết. Đúng không ta? Đúng rồi, không mà nó không ra cùng lúc thì sao mình ra. Cho nó gia chạm cùng lúc này. Nhiều mảnh ghép phải. Cái này như nó xong mà nó ghi dấu ít nè, vậy là mình còn hai cái bên này mình chưa lấy xong nè. Để lấy cho chắc. Đâu nhỉ? Ủa mà rõ ràng ở đây đi hết rồi mà. Hay là phải chat với nó để ra ta? Ở đâu? Ờ. Cố lên bảy, phải sắp hiểu được vấn đề ở đây bảy. Beep hole. Vậy sao đi vô đây? Mình đi qua cái này mới được mà. Thì đem qua được không? Không em qua được. Đứng đây dùm tới không? Ủa dùm tới. Mà còn một cục nữa. Đường đi rồi. Cái này bấm lấy nó phải bắt buộc phải đi vô nó mới cho lấy thì sao ấy. Hơi khó hiểu rồi nha.
Tao tới đem người qua đây ta. Cái này mình không đi qua được. Bây giờ mình phá cái này mới đi qua đây được. Đi với máy này lấy cái trong á. À, ra là như vậy. Xong rồi còn cái này sao nữa? Sai thì phải. À, nó phải như thế này cơ. Hiểu rồi nhá. Ồ, được nhá. Chính xác luôn. Đi lẹ thôi. Ngưng lia cam để các bạn đỡ mệt. Lúc nào chạy nhanh thì chạy nhanh thôi. Không phải, tại vì chưa quen cái mô tiếp của nó, giờ hiểu rồi. Only two of us. Hai cái máy này, có được một cửa này. Mấy em nhức đầu, tôi cũng chơi nhức đầu nữa. Nếu sao kia mình tôi chơi tôi cũng thấy bị nhức đầu nữa. Buồn cười thật. Kiểu sao nó bị nhức đầu ta? Trời ơi. Cái cam này nó cũng giống như là mấy game bình thường mình chơi mà ta. Tốc độ ly cam nhanh quá. Đập. Motion sickness. Bì 2 player. Cái lục mẹ nó không lấy nón ta. Ôi ôi nhìn thấy con robot của mình rồi nè. À nhìn dễ dễ hơn nè. Ổn. Ok lấy đủ rồi nè. Ổn. Xong rồi hai cái này lấy xong luôn rồi. Giờ ta le đi. Ổn. Ở đây được mấy cục rồi? Đây được 2 cục. Ở đây cũng được 2 cục. Bây giờ thiếu cái gì nữa nhỉ? Thiếu cái chữ T với lại cái chữ Z. Không thiếu cái chữ T. Nhà có chữ T chữ Z. Cái này có chữ T chữ Z nè. Mình sao số 4 số 2 khác nhau. This be our covenant. These worlds are yours and you are free to walk amongst them and subdue. Thì mới kêu free to walk. Lừa vậy. Ôi có cả đường cửa sau luôn này. Ôi đường này chắc chắn là secret này. Secret is here. Chắc chắn là đường này là sẽ có bí mật gì này. Mình nhìn là mình biết ngay. Bí mật gì đây? Đi xuống đây đúng không? Từ từ, đường này chắc chắn là có bí mật. Đường này có bí mật. Không thể nào mà nhà phát hành game tự nhiên làm cái đường vô lý gì được. Chắc chắn là đường này có bí mật. Chạy qua nhìn ta. Qua được luôn này. Secret. Secret for sure. À, đi lên đây à. À, để hiểu. Đi xuống tiếp. Không mà cái đó nó đi ngồi nó cũng là từ lên núi này đi xuống à. Nè, nó là từ lên núi này đi xuống nè. Phải đi secret chứ đâu.
Ráng là từ đây đi xuống nè. Đây có nữa không ta? Đây nó chỉ vậy hả ta? Chắc chắn rơi xuống đó là chết. Die outside my lay zone. Oh, buồn cười nhờ. Mặc dù đéo cho đi nhưng mà vẫn để đường. Kiểu để cái đường nó không có ý gì hết trơn á. Cũng để cho có nữa. Thế là game này lừa của lừa ta. Nó kêu là thằng này chắc chắn là nó sẽ biết đường gì đó bí mật, cho nên là mình sẽ cố tình làm cái đường như vậy để cho nó đi. Xong luôn. Lừa của lừa. Thôi. Cũng khác với lại bình thường đi. Mình bị một cái là mỗi lần mà có cái đường thằng lạ lạ mình phải đi à. I am Elohim and I speak unto the darkness. Be gone. Chớ mắt kìa. Cái gì xảy ra vậy? Excess data cleared. Yeah. Ui. Có cái mới nè, nó là cái gì vậy? Sấy làm sao vậy? Đủ máy. Ờ. Là sao? Đột. Làm gì bậy? Cái này là cái gì vậy? Ai biết? Thì nó sấy xong mình không có gì để làm. Thể thì mẹ biến mình thành con người không bậy? Sao bậy làm robot vậy? Đây có một cục nữa nè. Đây là phải đem cái gì vô đây để giải ta? Như phải đem gì vô đây để giải vậy vậy? Quay lại xong. Đây là có đường tắt để từ sau lưng vô không vậy? Như cái map này nó mua cho đẹp hay sao ấy. Kiểu như là nhìn mấy cái ở ngoài nó không liên quan gì hết trơn. Chỉ cần vô câu đố là được rồi. Chỉ câu đố gì vậy? Don't cross the sợi tim. Không được đụng vô cái sợi dây à. Phải lấy mấy cái trụ này vô đây ta. Cái câu đố này là phải lấy mấy cái trụ này nè để bỏ vô đây. Ờ à, chắc vậy. Còn là có mấy cái trụ giống vậy không? Chớp cái đó kìa, giống như mình thiếu cái đó vậy, nó không cho mình làm vậy. Đúng rồi, chắc là phải có mấy cái trụ đó rồi. Trụ ở góc trái trên. Ờ à, đúng rồi, cái trụ giống như cái trụ góc trái trên nè. À vậy là chắc là mình phải giải cái câu đố cũ á, xong mình mới qua được câu đố mới để xài mấy cái đó. Ờ à, chắc vậy. Đi về cho chắc. Và bây giờ phải giải cái câu đố của cái trụ kìa. Hey. Do you have anything? Access com bottle. Này là gì đây?
phát của. Tạo đặt cao mới. Quả này thì đánh bát sai nhiều quá, được tạo cao mới. Hai cộng hai bằng bốn. What is the subjective reaction to it? Five. What best describe a person, a citizen? Cái gì thể lẫn gì ta? Cái gì diễn tả con người á? Problem. A human being. Yeah. Bạn đi qua một cái sa mạc và đi qua một con cái gì ta, một người du hành khát nước. Mắt của anh ấy đang bị yếu dần do bị khát nước. Bạn có nước nhưng mà bạn không biết từ không biết nữa là bao xa mới tới được ốc đảo tiếp theo. Bạn làm gì? Ui địt mẹ mày, câu hỏi khó chịu vậy. Cái này giống như là nếu mà trả lời thành công là nó sẽ cho mình win game luôn ấy. Kill him and collect his blood. Phải hỏi trước đã. Ôi 60 nè, wow. Chúng ta trả lời thành công. Bây giờ qua phần 2. Ôi ủa cái gì đây, cái gì nữa đây, mà mày giấy số gì nữa đây. Nhiều thứ nguy hiểm quá ta. Này giống như là nó mày mật mã câu hỏi gì vậy? Ui buồn cười nhỉ. Phải liền ngồi giải đố. Giải đố bằng cách là trả lời câu hỏi làm sao cho nó đúng với bình thường. Mình cần đó là một cái gì kêu bíp bíp ấy. Ôi cái này nữa nè, thêm cái nữa nè. Ôi mình khó chịu thế. Mày nó có gì ẩn ý quá mình không dò tính nhanh. Game này việc sub thì sao nhờ? Game này cái việc sub thì hay biết mấy. Mấy cái này nó toàn là kiểu câu đố dụ không à. Mình chỉ lấy cái này trước đi. Ủa cái này được chữ L. À chữ T phía bên này. Bên đó thì nó cho chữ L. Đây là chữ T đi. Ui biết phải giả như thế nào rồi các bạn, nhìn thấy không? Chuyên nghiệp và là chắc chắn là như vậy luôn, không khác một chút nào luôn. Có lấy được một đống này luôn. Sao nó nổ rồi? Đồ phật. À, hai cái này nó cao tơi nhau hả? À? Giam mơ cái này rồi lấy cái này đi vô, xong rồi giam mơ cái này mà xong rồi lấy cái này tiếp. Ôi được một cái sao giải công cô đố. Good, you are learning as is your purpose, but your choices must be your own, therefore I will not guide you unless it is necessary. Ừ. Ở đây nó có chỉ mình đéo gì đâu. Nào giải tiếp. Chữ Z. Ôi chữ Z này có vẻ dễ. Làm luôn. Start it for later. Ôi nó lên rồi. Ở trong kia là đưa đường ra. Mình giải xong rồi sẽ ra chỗ đường ra. Ừ.
sao mình lấy ta? Bằng mày nó giật mình luôn á. Nó lao vô nhanh vãi gì luôn. The guardians of this land may harm you, but do not resent them, for they are my servants, and they challenge you only so that your faith might be strengthened. Oh, 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 key. Có cái key rồi. Cái này trẻ trai quá. Sao nữa? Sao mà qua được chỗ này? Hay là qua kia mở cửa nha. Thế đúng là game mê cung luôn á. Chắc chắn là bên kia mở được cửa. Chạy siêu nhanh đó, chạy siêu nhanh. Mở cửa, mở cửa. Thôi được cái kia anh chi ta. Ơ, được mẹ, ra đây mở cái key. À, cái key để mở cái này hả? À, đây là cái cửa kìa. Trời, đây nào chưa thấy. Mày phải chạy thiệt nhanh vô để lấy cái key. Đó rồi. Ui, đường sai quá. À, mất con mẹ nó cái key rồi. Để biết mình cầm bên người vô ta. À, nó mất cái icon cái key rồi. Ơ ờ, cái kia đây đâu? Ờ, thấy đi ra đó mất luôn cái kia trong này à. Bớ game lỗi rồi. Hay là cái kia spawn chỗ khác nhỉ? Đâu phải tự chết rồi, có thể reset. Biết đâu là mình phải chết nó mới reset. Coi 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 cây không? Ó, biết ngay mà. Xì 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 xì, qua đây đi, qua đây đi, qua đây. Biết ngay. Sao mày quay lại lấy cái kia? Chứ còn gì nữa. À, cậu bây giờ đây à, không sợ. Từ nha, vậy bây giờ làm sao mình vô được cái cửa ta? Muốn vô cái cửa chắc chắn là phải phá hai cái cục. Hai cái là dê kia rồi. Xin luôn, xin nhỏ. Sắp xong rồi chữ A nè. Còn cái gì chữ L nữa. Chữ L màu xanh lá. Chữ L màu xanh lá rồi. Còn nói chung với thằng xanh. Lock me up, swallow the key. Tức là nhốt tao xong rồi nhốt chìa khóa lại. Sai gì không ta? Ô, mày mới bị gì vậy? Mày hơi sai cái này trước, xong rồi cái này qua, rồi cầm này theo. Uầy, multitasking. Cái được rồi. Game mà không khó làm sao mà thấy thú vị được đây. Ủa, rõ ràng nó kêu chữ L màu đỏ đi hướng này.
chữ L màu đỏ đi hướng này mà sao đi tới đây nó không thấy nữa ta. À đây này, vô đây. Màu đỏ, như màu đỏ mới là khó. Ờ, hiểu rồi, mấy cái màu của cái đó là phụ thuộc theo đó. Ồ, đưa cho lấy, cái đồng gì hay. Đi vô kia à? Ồ, không đi vô được thì làm sao mà đi ta? Ủa? Mày không thấy tao, 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 không thấy tao. Ủa sao đi vô đây? Không thấy tao, không thấy tao, không thấy tao. Bấm được nè. Đặt cái máy mình đi vô rồi mình làm những sao. Ấy là cái cục nó nằm đâu vậy? Oh my god, phải qua cái key nữa. Cái gì nữa vậy trời? Ủa? Còn gì nữa? Sao mà cầm cái này đi qua đây? Đặt cái này ra. Sao mà cho đây là gì quá? À. Sao con này đi cái đường khó chịu nha. Lấy cái cây này, cái con này đi đúng vòng tròn. Bao dây, bị bao dây, bị bao dây. Rồi quay lại đây, lấy cái máy. Lấy cái máy xong rồi mở cái cửa. Mày cố. Ơ, à, buồn cười nha. Ủa, giờ phải cần tới hai cái máy. Ủa? Phải cần tới hai cái máy. Còn cái máy nữa đâu? Khoan đã. Chưa hiểu. Hình như là hồi nãy vẫn chưa hiểu. Thế là mình phải hay là mình phải lấy cái banh này để phá cái máy kia ta. Hay là mình phải lấy cái banh này để phá được cái máy kia nhỉ? Có cái cầu thang kìa. Sao qua được cầu thang lên đó?
cái đó mới là vấn đề. Đây có cái trụ. Ôi vậy map này phải có hai cái máy à. Không có đường lên phía sau cả. Thấy không? Phía sau cái đó có cái đường lên. Tức là chắc chắn là phía sau cái đó nó sẽ có một cái gì đó. Sau cái chỗ này nè, nó có một đường đi à. Tôi không bên độ. À, trái bi này nó có đi đâu không ta? Cái bên này nó chỉ hai bên này chỉ đi vòng đi à, hai bên này chỉ đi vòng đi thôi, nó không có đi ra ngoài. Bây giờ là còn trái kia kìa, có là trái kia mới là trái quan trọng lắm. Xì đúng rồi, đi qua đâu. Ồ đi đâu rồi? Nó đi lên trên đó. Lè. Ồ xong. Bây giờ đi sâu. Rồi đi lên. Ồ đi vô. Bật cậu cho đi vô. Wow. Game hay thật sự. Cảm giác IQ được tăng lên một bậc sau khi chơi game. Dạ câu đó đây rồi. Về thôi. Như sẽ chiêu tăng mắt cho tao xa giới cho tao đấy chưa lóc được chưa. There is much that you may learn in the halls of my temples, for there is much that you do not know. That is why you are a child. But children are made to learn, and in time they come to have dominion over the lands of their home. So it shall be with you and your generations. Đã ở đâu nhỉ? Ở số 4 đúng không? Đi rồi. Giải mã tiếp nè. Đây, bây giờ có cái máy gọi là... À, cho đây lụm cái máy này lên. Ui. Ui, xịn thế. Hiểu, đi qua chết không? Sao hết? Oh.
xin thiệt sự, xin thiệt sự. Make a connection. Ôi, cái này thích hơn này. Đây có vẻ hay hơn này. Don't cross the stream. Đi qua chết không? Ta nói chung là yêu đó mà chả có phải phải. Cái này không được à? À, mình hiểu rồi. Đúng luôn. Sai chặt đầu cái luôn. Sai chặt đầu luôn. Sai nữa chặt đầu luôn. Đâu, hồi nãy là chỉ đùa thôi. Hồi nãy chỉ là thử tí thôi. Chứ cái này được ngay. Hồi nãy là cũng nghĩ tới trường hợp đó rồi. Nhưng mà thấy là chưa nên cần. Chưa cần sai lắm. Cho nên là thôi. Để có cái gì nha. The answer that came to me again and again was play. Every human society in recorded history has games. We don't just solve problems out of necessity. We do it for fun. Even as adults. Leave a human being alone with a knotted rope and they will unravel it. Leave a human being alone with blocks and they will build something. Games are part of what makes us human. What? We see the world as a mystery, a puzzle, because we've always been a species of problem solvers. Ôi, game này có chiều sâu vậy. Nó mới giải thích tại sao mà con người chúng ta lại thích game. Có là thích game mà là chúng ta có thiên hướng về chơi game. Thật là thú vị. Tại sao cái này nó lại chỉa lên cái đó vậy? Trời ơi, sai hộ cái. Mình là biết ngay. Game này tên là The Talos Principle. Có nghĩa là nguyên lý của Talos. Mấy cái này không biết là anh chơi luôn. Xây cái map trên cho nó to thế nhờ. Thật. Ôi cái map kìa. Nó hiểu sao xây cái map to rồi luôn mà không cho đi hết ta. Sao này không có oxygen nữa. Mới tìm được game này nó thật. Bây giờ còn câu đố nào chưa giải nữa không? Chỗ mình map này xây to ghê á. Ai còn map này nữa. Ô và bơ chát. Có hai cái hả? Nhưng mà phải chéo nhau hả? Dạ, cái này phải chéo nha. Cho đứng lên đây không? Mình để đứng lên. Chà, khúc này nó có tầng 2 nè. Trời ơi, có tầng 2 là chắc chắn là xài được luôn. Chứ còn gì nữa. Xong. Y gì game. Giờ hết cái đố đây chưa? Rồi hết luôn rồi. Không còn cái gì luôn. Về thôi.
thiếu mảnh gì ta? Hồi nãy số 1 đi rồi. Ủa số 2 chưa đi hả? Ủa sao số 2 còn nhiều vậy? Hồi nãy giờ chưa đi hết số 2 à? These worlds and we within them are made of words. Hidden words, invisible to you, yet part of all things. We are a story. Your actions give life to the story, and the story gives meaning to your life. When I was a little girl, one of our teachers, Mrs. Higgins, told us to make a time capsule. Write letters to the future so one day we could remember what it was like to be children. I thought it was stupid, so I didn't do it, which I really regret. So, I guess I'm gonna make one now. Bury it in the archive instead of under a tree. I don't know if anybody will ever find it, but somehow it seems important to keep talking, to keep thinking, for as long as I can. Dịch đó không biết dịch sao mà nói chung là mình hiểu nhưng mà khó dịch lắm. Phải cái hello. Ui, tụi bạn có người chơi chung hả? Gì đây kêu là gì ta? Cuộc sống ta là một câu chuyện, hành động ta đó là thêm thắt vô cho câu chuyện đó. Sao mà hành động ta thêm thắt lên câu chuyện không? Là câu chuyện nó mới sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống ta. Đù, nghe hay vậy. Để hiểu nha. Ôi, hello, Nana, đâu vậy? Cái gì nó cứ dụi đầu vô cái ghế giống như là nó tự đập đầu vô ghế vậy. Mày bất mãn tao hay sao mày nói vậy? Tao giải quyết cho chứ mày cứ vậy hoài. Thôi nào, bị giam đúng chứ nhá. Yeah.
Lấy nựng cho nè. Ây da. Mình được thích nựng chưa? Xong rồi đi chỗ khác. Nựng thì không chịu. Cái Z ở bên này. Heo ở window. Một đống cửa sổ. Cái này đi vô được à? Cái what the fuck gì đây? Quái lên thôi. Tôi biết chưa? Ôi, nói gì chứ logic học là mình chùm. Logic học. Nhiều khi mình tự hỏi sao mình hơi ngồi chơi game ta. Chúng ta có thể đi tìm ý nghĩa cuộc sống ngay bây giờ. Hoặc là ít nhất là xây dựng cái gì đó vĩ mô. Sáng ta là thốn công ngồi chơi game gì. Ủa cái map này nó to nhờ. Mà vô nghĩa vậy. Mày đã chết rồi. The beginning. Cái map này nó vô lý ghê á. Cho mình đi ra ngoài nhưng không cho mình đi xa là sao ta. Xây cái map chi rộng tới đây ta. Nếu mà game là giải đố. Đưa vào cái đảo bên kia. Ôi, ở đây có cái máy gì nữa nè. Những nhiệm vụ mình phát cái máy này. Ôi, phần 2 là mọi người tiếp tục. 3, 2, 1. Bởi vì tất cả mọi người đều là người. Nhiều người có. Và sao một số người có khả năng giống như là thú vật. Mà thú vật. What the fuck. Trời, đủ mấy cái này khó nha. Là sao? Tất cả người. Tất cả con người. Đều là con người. Mà một số con người thì là giống thú vật. Si ra thú vật cũng là người. Vậy có nên đồng ý hay là không đồng ý nhỉ? Không, tôi không đồng ý. Chúng ngay. Nghĩa sao vậy? Nghĩa sao mà còn phải câu cuối chốt vậy mà đồng ý? Một người... hả? Put under no toy order than to put the consent. Hồi sao? Order than that to put the consent. Consent là gì? Put the rồi. Consent nghĩa là gì vậy mọi người? Wow. Cái này là phải cho mấy ông triết học ngồi chơi nè thật. Consent. Sự đồng ý. Sự thỏa thuận, sự tán thành. Chất lượng cuộc sống của con người nên được tối ưu. Hình như là mình trả lời gì nó cũng đồng ý hết rồi phải. Chất lượng phải được tìm thấy. Con người xứng đáng với những tài năng mà họ được sinh ra. Nghĩa vụ của con người phải được tối ưu. Cái gì vậy? Đáng sợ vậy?
The answer that came when I was a little girl, one of our teachers, Mrs. Higgins, told us to make a time capsule, write letters to the future, so one day we could remember what it was like to be children. I thought it was stupid, so I didn't do it, which I really regret. So, em đang nằm trong những I guess I'm gonna make one now, bury it in the archive instead of under a tree. I don't know if anybody will ever find it, but somehow it seems important to keep talking, to keep thinking, for as long as I can. Nhiều khi em mẫu não, biết đâu em lại quên mất ngày hôm nay anh chơi cái game ngu liền thế này. Em chỉ nhớ tới anh chơi những game thật là bá đạo thôi, thay vì chơi những game vớ vẩn vớ vị như thế này. Giờ mình vẫn đang còn đôi thử qua đó ta. Khó chịu thực sự. Cảm giác như muốn đi hết cái map đó, giống như là đà. Ví dụ như cái tượng này có dễ vô lý nè. Nhìn mình biết chắc chắn có cái sự gì đó mở ở đâu đây. Hình như là nó là một cái map to á, xong mình teleport từng map ấy. Map này như mình xong rồi, đúng giờ thôi về nhà đi học chưa mới. Em đùa, phải liền thật. Hay là cho ông nó 300 giây thì dám đùa dẫn với. Sự gọi là để nó có đói nè, nó mới đùa dẫn sự cảm thông của mình. Ở lốc được cục tròn tròn vuông vuông. Shit, trời mưa. Nhìn có vẻ creepy đây. Tin to do with two boxes. Oh, được cái chiêu mới. Được cái chiêu cái hộp. Wow. Cái gì thế? Nhảy qua hả? Ủa, nhảy được cái hộp nữa mà mình cười nhỉ. Cái mình cứ tưởng là cục này nó bị lỗi. Qua được. Để bắt cái cục cầm cục đây à. Sao mình nghĩ? Sao mình lại nghĩ nó thể làm được ta? The fuck? À! Mình đoán ra rồi. Các bạn xem nè. Chắc chắn luôn. Sai đi bằng đầu. What did I say, man? What did I say? What did I say? Giống như có một cái cục gì kia cái bên. Friendly Crossfire. Shit. Nào các bạn,
Không hiểu. Ủa? How to do this, my friend? What the fuck? Mình sao qua được đây? Hay là có gì nữa mà mình chưa lụm không? Câu đố này bị lỗi mọi người. Câu đố này đéo đúng thế nào hết. Quay lại hả? Ồ. Lên nó nhờ. Có cái cửa à? Đâu, cái cửa. À, có cái cửa bên này à? Liệt ngoài nó. Chà. Cái thứ ba ông trả lời đúng lần. Được rồi, tính chào mod nhờ thôi. Ba ông làm cái thân cho khỏi vậy. Bởi vì mấy ông mày thính thế nhờ, bởi vì mày nhìn không ra luôn ấy. À, ra là như thế, ôi dễ quá rồi. Từ đó sao dễ vậy ta? AB là sao ta? Giờ giải cái AB chứ cần ôn lấy mấy cái này đi, lấy mấy cái này nghe đã. I was in school when I first read about the Talos principle. Talos principle. I think it disturbed me at the time, made me hyper aware of my body as a physical object, the material reality of the brain. Ideas that made me uncomfortable at first, but I think in the long run, helped me understand how frail human beings are. And how precious. It's not a comforting way of thinking about the world, but I'd rather face the truth than lie to myself. Nó deep quá ta. Nó deep một cách gọi là khó chịu luôn á. Từ từ đã, nếu mà đủ cái A là vô đâu vậy? Oh shit. I mean this. This. Siêu nhanh luôn. You have proven yourself worthy, child, and this gate shall be forever open to you. Seek now the other worlds I have given you, that you may attain even greater mastery and bring glory to your kind. Wow. But remember, you must not ascend the great tower, for it shall bring death and the end of your generations. What the fuck? Vậy là mình ở tòa nhà A hả? Bây giờ mình qua tòa nhà B này. Tòa nhà C này, nó kêu mình được vô cái tòa tháp này. Tại sao không vô tòa tháp này vậy? Ôi đẹp mẹ, có nên đi tòa tháp này không? Nó kêu là mình không được vô tòa tháp này. Tòa tháp này có cái chết. Cản được tao chắc. Hasagi! Lên tầng 6 luôn. À, hình như mới phải đi tầng 1 chứ. Ôi sợ quá. Cannot detect location of primary subject. Query. 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 Is there anything that we associate more closely with intelligence than curiosity?
Every intelligent species on Earth is attracted by the unknown. Our mythologies are full of riddles and mysteries and divine knowledge. Even the word apocalypse. Even the word apocalypse means revelation. It seems like our ancestors always imagined that even at the very end, we would solve one last mystery. À, mày nó game này nó cứ gọi là sao sao ta. Where have you been, child? Remember, the great tower is not for you. Do not give up the hope of eternal life for the hollow promises of curiosity. Ôi, đừng mà chúng này chửi thẳng mặt mình vậy. À, mình hiểu rồi, cái game này dành cho mấy thằng Gobo. Hiểu không? Mấy hiểu không? Tức là cái game này là dành cho mấy thằng Gobo á. Gobo thì nó đang kiểu mình giống như là mình đang một con Gobo đang học là logic của loài người á. Display conflict. Ôi, quá liên thiệt, nãy giờ mình trả lời gì nó có tổng kết lại cho mình nè. Đấy kêu mình là đưa ra một câu trả lời chủ quan khi mà bị hỏi khách quan á. Quan cái gì vậy? Nghe thấy nhở? Linh thiệt. Mấy câu hỏi mà hồi nãy mình trả lời á, cuối cùng nó lại là cái tiền đề để cho nó đánh giá lại tâm lý của mình. Cái lồn gì thế? Đi mà tao đang chơi game hay là game đang chơi mình đây? Hoang mang vậy. Địt. Sợ thế nha. Đi mà hơi sợ đó, đi dám chơi nữa rồi đó. Ôi, mấy ông có biết mấy cái bài post mà kiểu trên Facebook mà kiểu nó xe nhau không? Kiểu như là trả lời mấy cái này màu mắt của bạn nói lên gì tính cách của bạn. Đừng mà chơi game này xong hơi bị nổi da gà đó. Shit! Nigga! We going to the wrong game! We are playing the wrong game, I think. Game mà chỉ nên chơi. The beginning were the words and the words made the world. Ôi, sao á? Ôi, ông nào mà kiểu mình thích tâm lý học nên đau game này dễ chơi. Ờ, sợ vậy, giờ tự nhiên em dám chơi tiếp luôn á, cảm giác như nó đang chơi mình vậy á. Chơi ngồi sau cảm giác nó đang chơi mình vậy á, mình đang bị kiểu hơi bị khó chịu rồi đó. Insecure phải lầm. Thôi quay lại top A coi. Cái này chơi nữa không nhỉ? Tự nhiên nó bụng quá. Ôi, để phải thêm cái máy tính nè. Bấm tiếp. Associate more closely with intelligence than curiosity. What? Every intelligent species on Earth is attracted by the unknown.
Our mythologies are full of riddles and mysteries and divine knowledge. Even the word apocalypse. Even the word apocalypse means revelation. It seems like our ancestors always imagined that even at the very end, we would solve one last mystery. Sao nó hơi sợ sợ rồi đó bạn ơi, mình qua số 6 xem. Khi nó mua xong một tội phạm á, rượu nó cũng có thể lắm chứ. Chơi hết xong nó ra đọc review thử ra. Ô cái này sẽ sử dụng hai cái thật ông nào mà nãy giờ vô chơi game này xem thử nó có làm nổi da gà không? Game này hay nè, rồi tôi game này hay nè. Game gọi là tự khám phá bản thân. Nói gì đúng không ta? Sao đi qua cái này đây? Ủa, đường đi vô của này ở đâu vậy? Này cục gì vậy ta? Còn mấy như cục chiếu đèn vậy? Phải không? Sao lại chiếu cái đèn nó vô cái đèn đó ta?
ngõ. Hay là leo tường quá ta. Uầy, quá hiểu nhờ. Đi khám phá hết cái map rồi, nhiều khi mình vẫn chưa có gì đó chưa đúng lắm. Còn cái map này thì thôi. Đây có cái cửa sổ nè. À, cái cửa sổ này, cái kia chiếu qua được. Cái cửa sổ này cái chia chiếu qua được. Đúng rồi. Xong rồi phải lấy cái đèn này chiếu cái này rồi cái này xong rồi lấy lại được cái đèn này à. Chiếu điện nghe nó không mở được hết vậy. Nghe đúng không? Ôi má ơi. Không biết làm đúng hay không nữa nhưng mà tự nhiên làm được luôn. Nghe cửa ra không vậy? Ôi, nhức đầu quá các bạn ơi. Mình nghĩ là chắc phải stop game ở đây thôi. À, nghĩ thôi các bạn ơi, 2 giờ rồi. Mình bị xuất huyết não rồi. Ôi, đọc review một tí của game này. Cái game này nó hơi bị gọi là vẫn là mấy. The Talos Principle. Nghĩ thôi các bạn ơi. Ôi, 310.000 à. Sao ngày xưa mình lại được game này ta? Grow Team Excel.